Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là em sẽ giới thiệu cho mọi người một căn nhà 5 tầng ở hẻm xe hơi bên đường Huỳnh Văn Bánh bên quận Phú Nhuận nha mọi người. Nhưng mà trước khi xem clip á, mọi người nhớ nha, số điện thoại chủ nhà là nằm ở đây chứ em không phải là chủ nhà. Còn bây giờ á thì em mời mọi người xem nhà. Căn nhà ngày hôm nay có địa chỉ là 452/6 đường Huỳnh Văn Bánh, phường 13, quận Phú Nhuận nha mọi người. Cái đường trước nhà của mình nè, rất là rộng luôn mọi người thấy không? Và đặc biệt đó là cái khu này là cực kỳ yên tĩnh luôn nha mọi người. Thì thông tin của nhà như là diện tích, kết cấu và giá cả em có để bên góc trái video, mọi người cứ xem trực tiếp nha. Thì đây là cái không gian dưới tầng trệt nè mọi người. Bên hông nhà chúng ta là có một cái hẻm hông nữa nha mọi người. Đây là bên hông nhà của mình nè. Đây, ở đây là có lập một cái hàng rào đó để cho hai nhà sử dụng cái hẻm này thôi, chứ không có người nào sử dụng được hết nha. Đó, đây là cái nhà của bên cạnh mình nha mọi người. Còn đây là không gian dưới tầng trệt, rất là rộng luôn nha mọi người. Rồi, đi xuống đằng sau sẽ là khu vực nhà bếp nha mọi người. Chỗ này là em thấy hình như là nở hậu qua tí xíu nè mọi người thấy không? Khu vực với nhà bếp, do nhà đang ở nên đồ đạc hơi nhiều tí xíu nha. Và dưới chân cầu thang á sẽ là khu vực nhà vệ sinh nha mọi người. Đây khu vực nhà vệ sinh nè. Tiếp theo sẽ là khu vực lầu 1 nha mọi người. Thì do phòng bên đây á là đang có người ở, em không có quay được nha mọi người. Em sẽ đi tiếp qua phòng sau. Đây là cái cầu thang mà dẫn đến lầu 2 nè. Thì kế bên cầu thang sẽ là khu vực nhà vệ sinh nha. Đây là nhà vệ sinh. Rồi trong đây là mình có thể làm một phòng ngủ hay là một phòng khách cũng được nha mọi người. Nó phòng thờ cũng được luôn nha. Ngoài đây nè, đây là cái cửa đó dẫn xuống ngay bên cái hẻm bên hông á. Chúng ta có tới hai lối đi nha. Đây là cái hẻm bên hông nè. Mình có thể đi từ hướng này lên cũng được. Còn ngoài đây á là chủ nhà đang làm một cái không gian để trồng cây nè mọi người. Tiếp theo là khu vực lầu 2 nha mọi người. Em quay trước cái phòng bên tay phải cho mọi người xem. Đây là cái phòng bên tay phải bên lầu 2 nè. Phòng rất là rộng luôn nha mọi người. Đây, mọi người thấy không? Rất là rộng luôn. Và có nhà vệ sinh ở trong phòng luôn nha mọi người. Nói chung là nhà là nhà ở đó giờ của gia đình luôn á mọi người. Đó, chưa có qua đầu tư gì hết nha. Nên mọi người mua là sẽ thương lượng được cái giá rất là tốt. Do nhà đang ở nên đồ đạc hơi nhiều xíu, mọi người thông cảm. Ở đằng sau chúng ta có một cái ban công ở đằng sau nữa nha mọi người. Mà cửa đang khóa rồi. Đây là không gian trong phòng nè. Rồi em đi tiếp qua phòng còn lại nha mọi người. Ở ngay giữa hành lang nè là mình cũng có cửa sổ, tại vì chúng ta có hẻm hông á, đó cho nên là rất là thoáng nha. Còn bên đây á, phòng bên đây thì đang bị tắt điện nha mọi người, cho nên là tối xíu. Tiếp theo là khu vực ở lầu 3 nha mọi người. Thì bây giờ em sẽ quay cái phòng bên tay trái trước. Thì phòng bên đây đang có người ở nha mọi người. Đây, em quay sơ qua thôi. Ở đây mình có nhà vệ sinh ở trong phòng luôn nha. Rồi em đi tiếp qua các phòng còn lại. Bên đây là mình có thể làm một phòng làm việc hoặc một phòng ngủ nhỏ cũng được nè mọi người. Phòng cũng rất là rộng nha mọi người thấy không? Đó. Và ngoài đây sẽ là cái ban công sân thượng dùng để phơi đồ hoặc trồng cây nha mọi người. Mọi người thân rất là rộng để được hai cái máy giặt luôn. Rồi tiếp theo sẽ là khu vực ở trên sân thượng nha mọi người, cũng là cái khu vực cuối cùng. Thì ở đằng sau á là chủ nhà đang làm cái kho nè mọi người. Một cái kho dùng để chứa những vật dụng chưa dùng đến. Rồi tiếp theo ngoài đây là chủ nhà đang dùng làm nơi chứa bồn nước hoặc là trồng cây cho nhà nó thoáng nha. Thấy không? Cây cỏ rất là nhiều nha. Mọi người ơi, khoan rời đi. Nhớ ấn like và subscribe để ủng hộ kênh em nha. Em cảm ơn và chúc mọi người tìm được căn nhà ưng ý.